Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chùa Long Thọ thuộc thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về kiến trúc của nhà chùa. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy ở chùa Long Thọ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 5. Người dân xung quanh chùa cùng lực lượng công an xã, dân quân đã tích cực tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên đã điều động xe cứu hỏa cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy. Do chùa có nhiều vật liệu dễ cháy như sách vở, gỗ, bàn ghế nhựa nên lửa cháy lan rất nhanh nhưng không có thiệt hại về người. Vụ cháy đã làm các trang trí nội thất của gian chính điện, nhà Đông, nhà Tây và các vật dụng khác trong chùa bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện trường chỉ còn lại các kết cấu bê tông. Chùa Long Thọ được xây dựng từ năm 1963 với diện tích khuôn viên hơn 3.000 m2.